Xin chào mọi người. Hôm nay hãy cùng mình đi thu hoa đu đủ được ở trên khu vườn bồ kết của mình nhé. Thì khi mình trồng bồ kết, trong 2 năm đầu mình chưa có thu nhập từ cây bồ kết thì nhà mình đã trồng thêm, xen canh thêm cây hoa đu đủ được này. Thì khi mọi người trồng xen canh thêm cây đu đủ được này thì sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây bồ kết nhé. Mà mọi người vẫn có thể kiếm thêm thu nhập khi cây bồ kết của mọi người chưa cho mọi người thu nhập. Thì trồng cây hoa đu đủ được này vào mọi người chỉ trồng tầm 3 tháng rưỡi là mọi người đã bắt đầu có hoa nhé. Bắt đầu cho hoa như này. Đây là luống hoa đầu tiên mà nhà mình trồng, nhà mình hái được. Thì khi xen canh thêm cây đu đủ được này thì mọi người giữa hai cây bồ kết thì mọi người sẽ trồng thêm một cây hoa đu đủ được. Mọi người đừng trồng dày quá, trồng thưa ra để cho cây bồ kết này phát triển, không để cho cây đu đủ được không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây bồ kết nhé. Giá hoa đu đủ được ở thị trường bây giờ đang dao động là xỉ là 80.000 một kg tươi, còn nếu mà lẻ thì là 120, 130 một kg tươi nhé. Thì khi trồng cây đu đủ được này thì mọi người trồng tầm 3 tháng rưỡi là mọi người có thể thu hoạch được hoa như này nhé. Đây nhà mình đã trồng 3 tháng rưỡi và đang bắt đầu cho hoa nhé. Mọi người, nếu mọi người chăm tốt thì mỗi cây hoa đu đủ được này mọi người sẽ hái được từ 50 đến 1 kg, có thể là nhiều hơn nhé, nếu mà mọi người chăm tốt. Đây là nhà mình chăm cũng chưa được tốt lắm nên là hoa chưa được dài và to nhé. Thì khi mà mọi người chưa có thu nhập từ cây bồ kết thì mọi người có thể xen canh thêm những cây mà không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây bồ kết. Như nhà mình đây, nhà mình trồng thêm đu đủ. Hoa đu đủ được này rất là tốt cho họng nhé. Những ai mà đau họng, rát cổ, đau họng thì lấy hoa đu đủ được này ngâm với lại mật ong uống rất là tốt, vừa giảm ho, nong đờm, cải thiện triệu chứng đau rát cổ họng của mọi lứa tuổi luôn, trẻ nhỏ hay người già đều có thể dùng được, nên là rất là an toàn. Khi các bạn trồng cây hoa đu đủ được này thì cây hoa đu đủ được này có thể, các bạn có thể thu hoạch hoa được khoảng 2 năm nhé. 2 năm đầu tiên khi cây bồ kết chưa to nhé, chưa ảnh hưởng gì đến cây bồ kết thì mọi người vẫn có thể thu hoạch được. Còn đến năm thứ hai là mọi người phải tiến hành chặt bỏ cây đu đủ này đi để cho cây bồ kết nó phát triển nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh và cho mình một like nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.